Rồi hai, xin chào tất cả các bạn nha. Cái clip này nó có hơi mờ quá thì mong cô dì chú bác anh chị em thông cảm cho mình. Hiện tại là đang mưa cũng hơi lớn vì đam mê nên là đi quay cho các bạn mình xem, như anh chị em cô dì chú bác xem cái. Thì, xin chào tất cả hai anh em mình đi giác này đi thăm, chiều anh em mình đi đặt cũng mắc mưa nữa các bạn, bữa nay đặt khoảng mười mấy cái các bạn. Rồi cái đầu tiên gần nhà mình dính nha các bạn, đây rồi, xình xình xong luôn, anh em mình rửa xình xong. Trời mưa quá các bạn ơi, tới chuột vô mà nó tắm xình luôn rồi, không có tắm mưa hôm nay nè. Cái gì nó hơi tối thì mong các bạn thông cảm cho mình, đang mưa nè, trời mưa. Mưa giá chịu mình đi đặt không tiếp được luôn. Em mình làm tác quen thuộc rồi bỏ chuột vào, chuột nhà bự á. Hồi bỏ cỏ vô đây thôi, nó ướt mình là... Về đi, về mình cứ bỏ. Cỏ này cỏ chỗ, cỏ giờ này cũng mưa ướt nhẹp chân. Tại cơn rửa nó, bởi vì mình máy nó ướt nhẹp chân cơ. Dính sình nên hả, giờ không chết. Tắm cho nó sạch sẽ đi, cho nó đẹp trai đi. Sình không, sình không xấu xí quá. Kìa, phải vô giống nó chạy chạy kìa. Cái này nó có hơi mờ thì các bạn thông cảm, này mình phải chùm thêm một cái bọc nữa mới quay được các bạn. Đang mưa nè, nó các bạn nhìn thấy đó, mưa đó. Quá mưa đi đặt không được luôn mấy bạn ơi, đặt được có mười mấy cái test chơi thôi. Trời mưa này nói chung anh em cũng hơi cực. 3-4 giờ tới giờ. Cái gì bạn thông cảm, mong gần được sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người nha. Rồi em mình nó xuống dưới nó đặt lại nha các bạn. Đang mưa quá trời luôn, trời mưa. Cũng cố gắng sắp xếp tranh thủ đi quay về. Cái gà lít mai cho các bạn xem. Rồi con đầu tiên các bạn, bữa nay có mười mấy cái, chắc độ chắc cũng không có nhiều. Chủ yếu là quay lại cái khoảnh khắc anh em mình đi bẫy chuột trong đêm mưa luôn nè các bạn. Rồi con đầu tiên thôi nè, không nói nhiều nữa, mình xin bấm dừng tại đây, rồi khi nào tới bẫy tiếp theo cái dính mình bấm máy lên cho các bạn xem nha. Rồi tới cái bẫy tiếp theo các bạn ơi, bây giờ anh em mình chạy cũng một đoạn rồi các bạn thấy bây giờ hàng khủng các bạn ơi, hàng khủng không dạng khủng vừa thôi nhưng mà cũng bự hơn cơm. Cổng các bạn ơi, cổng các bạn ơi. Ý, được quá ngon rồi. Trong ngày mưa gió cũng hên được các bạn ơi. Trời ơi, một em này trời mưa mà không lo ở nhà với vợ con mà đi ăn bậy hả mày? Lụm mày luôn. Này mưa bão mà. Chà, con này mạnh hơn hai ngày không lắm. Thành được một em công. Này à, anh để không, anh lấy cái áo hay cái diệm anh nhắn lên mới được. Ừ? Chứ để nó coi chuyện tay anh đó. Này quá đấy. Rồi. Một em đổ vô đi cho anh quay luôn ha, cho đẹp. Để về anh bắt luôn. Một em cống. Con ấy bỏ trống luôn đi chứ để dễ bắt. Thôi, để về anh bắt được rồi. Cũng không sao. Dễ bắt, biết cái cách rồi bắt cũng dễ. Rồi em mình đổ vô cho anh quay cho các bạn xem nè. Chứ đúng là bỏ tính bỏ lưới này nữa về bắt. Lại lỗ bự bự đi. Trời ơi, trắng. Thấy không? Con này hung thiệt. Hổm giờ không có con nào như này nha các bạn. Không chịu xuống đó nó đi ngược lên. Trắng mà nhỏ tay mình dày lắm. Đâu vô nó cắn người ta trắng rồi kìa. Chưa nó nhát rồi, nó nhát rồi. Con này là hung quá bạn ơi. Đi bữa nào nó đem chuối theo, ủa đem ốc theo quên. Ý trời ơi, nó ngược cắn kìa. Nè mẹ hết ốc rồi, có ốc với chi hai được mình dụng được con đó đó. Mẹ có cắn lò xo nè các bạn.
Cắn nhị tử rồi so chân. Công rồi so chân. Kìa anh ngồi đó kìa, nó lú cái mỏ lên, lú cái đầu lên mày. Sao mấy bạn để ý đi, bữa nào mình vô mấy cái đầu nó cũng dính chứ, sao mấy cái cuối nó không dính, bữa nào nó dính tới cuối luôn kìa các bạn. Rồi mấy clip trước các bạn cũng nhìn thấy đó, mấy cái đầu dính quá, dính mấy sợ chứ cuốc. Nói chung kinh mình làm cũng rất là chân thật nha các bạn. Dính thì mình quay cho các bạn xem, còn nào không dính mình cắt, cũng số không dính là cắt đi các bạn. Thế không dính nên coi clip nó chán. Cái nào dính thì mình quay cho các bạn xem. Thôi chắc đến cái 7 tiếp theo mình quay cho các bạn xem nha. Mình xin bấm máy dừng tại đây. Rồi cái này nha, mình xuống thăm ủi sập gặp các bạn. Ít bẫy mà chảy một cái là tiếc lắm mấy bạn ơi. Bởi vì đặt có mười mấy cái bẫy mà xảy không dính tiếc lắm. Rồi đến cái tiếp theo. Rồi tới cái bẫy tiếp theo bạn, cái gì rồi không dính. Một cái con giống ngày hôm qua nữa mấy bạn ơi. Con gì nữa rồi? Con ếch tiếp tục. Thánh thật. Trời ơi, vị khách không mời mà đến nữa hả? Vị khách không mời mà tới nữa rồi. Dính một em ếch nữa các bạn. Bà nội này bà không lên, trời ơi bự các bạn uống. Giờ bà không đi bắt cặp mà phải lo tàu lao, bà đi ăn. Ếch là tháng này đi bắt cặp. Vị khách không mời mà đến luôn các bạn ơi. Cho vô đấu với công nhâm luôn nè. Ếch đấu với con nhùm luôn. Đó, bả nè. Đó, đâu đuôi thô khó kìa. Đuôi đâu rồi? Không đi bắt gặp, mình lâu đây cho mày. Tăng diện bí quyết mới vô thêm coi. Nó có khi nào nó dính cái cấm rồi không? Phải lan nó nha các bạn. Phải mày. Nó phải mày hả? Phải mày. Tại vì nó nào ngay cũng hết chuối bạn ơi, nên mình nhét theo cái này coi cho chuối thấy đập nó nhảy hơn. Và bấm máy cho bạn xem nè. Cái này sấy rồi bạn ơi, cái này phen nó không chạy xuống rồi. Nó sập mà phen không vô ăn hết chuối rồi trời, cái phen nó dính như đây. Tịnh cũng dây. Nhát kẹt chứ. Cái gì đặt mình coi kỹ cũng được. Hôm nay biết sao không do. Chiều trời chuyển mưa quá trời, tranh thủ. Rồi đến cái thứ hai mình bấm máy cho các bạn xem nha. Sập mà bị dướng dây nó không rớt cái phèn xuống gài lại các bạn, nó ra được. Đấy, cái thứ hai các bạn, cái này không biết chín không. Bấm máy lên trước luôn. Cái này dính nha các bạn, hên quá bấm máy dính luôn. Dạ. Chuyện anh bấm máy cho nên cái dính luôn. Kể cây luôn hả vậy? Cắn cành hết cây. Sao cưng không cắm xéo gốc á? Ở đây nhìn lấy thịt cơm bự quá bự. Ôi cho nó ăn, ăn thịt nó luôn. Con cơm cắn ếch kìa. Ôi nó cắn con ếch nè các bạn. Ẹo ẹo. Ngắm bên luôn kìa. Hết hồi chắc đi luôn á. Chịu nổi với mấy chuột nè. Ngon lành. Trời ơi chạy tung lên nè. Rồi gặp thêm bà ếch nè. Hung quá trời. Rồi mình vô mồi đặt lại. Chiến đấu đã nói chạy chiến đấu rồi. Thôi mình bấm dính nó rồi nha. Cái tiếp theo mình quay bạn xem. Cái này nghe mình nó nói dính hay gì nè bạn. Không nhìn thấy. Xem ghê vậy. Ôi trời nó bự trời ơi, lông bạc luôn kìa. Con này muốn nặng hơn con nãy. Nặng hơn. Nó cắn gãy cái cây luôn.
Chạy chạy cắn 8 cái cây đừng có chơi mình. Nhìn là ngon lắm nè bạn ơi, hai con là gần cái ký rồi, con này hơn ký. Ký hai mình thấy gâu gâu vậy chứ cỡ ký hai á. Con cỡ cỡ ấy vậy đi con nghe đi, con này hiện với ta có em chịu cái giò chịu cái giò lại cho nó hấp hiện cái đi nè, cho ấy lại đi cho hiện cái. Đấy trời trời không gậy đó xuống cho hiện cái thì quá hùng mình cho nó hạ cơn nóng nè, cứ chụp cái này nè, cứ kéo lên kìa 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 vậy đi. Ừ vậy thả nó tung ra được, nó cũng vô đây nó kéo lên. Làm bộ nó thấy nó tung lên không? Thấy ống ngậm cục hiền khô ống ngậm dữ nha. Đó nó nó cho mày tên luôn đó mày, lên đi lên bắt con này hung quá trời hung các bạn ơi, mà già đạn lắm rồi, nhìn móng giò nó kìa xây chở xây chở à, quá trời cái móng giò nó luôn bạn ơi, cắn mắt tiêu rồi so chứ không phải ấy anh hai ơi, bởi vì mình vừa thấy nha gãy lại gãy lại sao rồi đấy, mình bấm máy đứng lại nãy giờ chắc không thấy gì lo như tiếp không à. Đây, con bự lắm bạn ơi. Vô. Hay là để chống lương tâm. Thôi nè, hai con hai con có hết á. Tại được con. Con này bự lắm rồi. Nếu mà mình để chậm thôi có dính luôn. Dính rồi mình thả này vô. Con nào cắn tôi lớn này hả? Cụt nó sát sát vô đừng cho nó xe chở. Cụt nó sát sát xuống. Con nhỏ không có dây nữa ta. Bỏ vô đi. Ừ, xác xác vậy đó, đừng cho nó xây sở. Ừ, vậy đi. Rồi chừng nào dính thì mình lấy thêm nữa. Bỏ nó vô. Rồi dính, băng ơi, chừng nào nó dính nữa. Công tác sửa lại cái gà bẫy, các bạn ơi, nó cắn banh cái lò xo. Cắn banh lò xo rồi. Rồi, này mình móc đỡ đi, mai về mình cắn lò xo khác. Đứng máy lên trước em. Cao phải hư, sợ lượng nó một cục bệnh kỳ trong này nè. Bự ghê quá, lô tay đưa đưa. Đâu, ừ, quang luôn. Con chuột cơm ăn đây. Mấy mẹ này phải thế chị cống ha. Đó, ăn chuột cơm nha bạn. Cơm bự không mà. Còn người 200 gram. Cơm mấy rồi? Cơm bự ha. Ừ, nó biết bự. Trang bịch hai bên lái nè, đã thấy lỗ trống tung xuống nè. Nó không liên quan gì tới tay mình, đừng đợi gặp lỗ trống nữa. Ồ, nó gặp ông kia cái hòa dội lên ha. Dội, gặp con cống mới sợi. Chiều chơi nhát vô mua mít mà. Con cống nó dội lên ha. Mít mới thơm mới bay, nó mùi nó bay ra. Quá trời vô nó lộn trong này coi mấy cơm mà ta. Ba cơm hả? Ba cơm con ếch với hai cống rồi nha các bạn. Giá này tới hết với con cống luôn cũng ngon. Ừ. Quá. Ba cơm phải lắm. Khỏe mình rồi sáng cậy nhiêu nhiêu. Rồi dính nhiêu được chứ không cần thiết nữa. Rồi thôi mấy mấy ngày tới cái thì mình quay cho các bạn xem. Rồi tới cái tiếp theo qua còn có mấy cái nữa xong rồi quan, mấy cái nó hết rồi. Ở này một em chuột cơm nha các bạn. Hơi mờ quá các bạn, cái gì thông cảm. Mưa quá mưa các bạn ơi. Ăn chuột cơm bạn ơi, đang em mình đem làm quay. Trời mưa có gác vậy lâu quá các bạn ơi. Công tác quen thuộc. Cơm bự và ngấm luôn. Con này mới vô chưa kịp ăn gì hết. còn nhóc cho nhà mít gì lâm như nè. Ủa mít bộ có lý ta. Mà chiều nói chung là tới đây là còn cái gì tào lao em dục vô hết trơn nên đi về mà.
Sao bằng luôn nha. Sao bằng luôn, đừng về về với trái màu đem đặt mấy cái kia chứ đâu phải đặt tùm lum vậy. Nó vậy là biết sao giờ mưa ăn. Rồi anh em mình đặt lại nha. Cho con chuột này nó ăn đồ sao bằng luôn. Gì mà phái đấy. Còn mấy cái nữa cứ dính mình quay cho các bạn xem nha. Dính tâm. Dính một em chị cơm các bạn. Nhỏ. Cũng được, cũng thịt nó được rồi. Con cắm phụ nó sợ. Tới mấy canh gặp cắm canh dậu lại ha. Này nhỏ mà anh tha gác quá. Anh thấy sình quá, anh tha gác dữ quá. Trời lạnh quá trời, tính tha vô chồng ngủ không mày. Đâu có được. Im nệm ấm được. Rồi đến cái xe một cái cho mày xem. Cái cuối cùng luôn bạn ơi, cái này đặt đại luôn, mưa quá trời mưa anh em mình đặt đại luôn. Không dính hả? Không dính luôn. Rồi, không dính, cái cuối cùng không dính bạn ơi. Rồi thành quả đêm nay khoảng gần 2 kg nha các bạn. Hai con cống nhum. Còn con bỏ túi nè các bạn ơi. Hai cống nhum 50 cơm. Rồi thôi mình chắc lẽ mình xin kết thúc clip tại đây nha. Rồi sáng mai mình tiếp tục mình cuốn bẫy mình quay cho bạn xem nha. Rồi xin chào. Rồi thôi kết thúc clip đây. Hai cái này mà